Chương trình cà phê buổi sáng nói chuyện về thị trường chứng khoán ha. Vn Index có hai cái phiên chốt lời khá là mạnh ha. Tuy nhiên nó giữ được trên cái mốc 1270. 1270 thì trong mấy phiên gần đây nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khá là mạnh, trong đó dòng tiền tiếp tục rút ra khỏi các quỹ, thì đây là một cái lực cản khá lớn khiến cho VN Index chưa bứt phá lên được. Tuy nhiên nếu chúng ta nhìn cái hoạt động của dòng tiền, nó đang dàn trải vào một số nhóm cổ phiếu rất là mạnh. Thì trên bảng điện chúng ta nhìn thấy ví dụ như cổ phiếu dệt may, một số cổ phiếu riêng lẻ, và như vừa rồi cái nhóm cổ phiếu công nghệ đó, hay là nhóm health đó, dòng tiền lan tỏa qua 5-6 nhóm cổ phiếu. Thì mặc dù thị trường ở giai đoạn hiện tại là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng nhiều, trong đó tập trung vào một số cổ phiếu, thì tuy nhiên tiền nó cũng rất mạnh vào những cái nhóm cổ phiếu khác. Nó làm giống như là hai cái thế giới khác nhau. Nếu như mà nhà đầu tư nước ngoài mà không có bán ròng mạnh trong giai đoạn này, VN Index rất là dễ vượt qua được cái mốc 1300. Nhưng mà nếu nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng mạnh thì nó cũng sẽ lình xình tích lũy ở cái vùng này mà thôi. Rồi, sau đó nếu có điều kiện thuận lợi thì nó sẽ bứt tốc nó đi lên. Trong cái tình hình hiện nay thì cũng không có cái tin tức gì đáng kể cả, mọi thứ đang chờ vào dòng tiền. Còn ở dưới dòng tiền ở dưới thì chúng ta thấy trong năm phiên gần đây thị trường có cái sự hoạt động của dòng tiền nó gia tăng khá là mạnh. Thì giống như hôm trước tôi nói, nếu như nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán, nó sẽ bứt tốc nó lên. Và kết quả là trong có một vài phiên nhà đầu tư nước ngoài ngừng bán, người ta mua ròng được đó, thì đó chỉ số nó bứt tốc nó lên. Thì chúng ta thấy có rất nhiều cái cổ phiếu riêng lẻ đang bước vào cái giai đoạn tăng rất là mạnh, nhiều cổ phiếu nó vượt đỉnh và nó cũng dường như nó cũng 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 không có liên quan đến với cái thị trường hiện tại. Có thể nói cái dòng tiền hiện tại thì giống như là đường của ai nấy đi. Ví dụ như cổ phiếu bị bán ròng nhiều nhất đó là cổ phiếu Vinhome đó, cái cổ phiếu mà bán ròng nhiều nhất cổ phiếu Vinhome. Chúng ta nhìn trên biểu đồ chúng ta thấy bán ròng cực khủng ha, bán ròng cực khủng và gần như chả có hồi phục gì đó, gần như chả có hồi phục gì.
nhà đầu tư nước ngoài bán rất là mạnh và nó cũng không lên, thì dường như nó cũng chả liên quan tới thị trường. Có dòng tiền nào đó vào cứ đỡ cái lực bán đó, tức là nhà đầu tư nước ngoài bán nhưng mà có cái bán cực mạnh luôn nè. Cái Vinhome này bán khủng khiếp này, cho thấy cái lượng bán ròng ở Vinhome và Vinamilk lâu nay đó, nó cũng áp đảo đấy, nó cũng áp đảo. Nhưng mà có cái lực cầu nào đó ở cái Vinhome này, có cái lực cầu nào đó cứ vào mua đợi giá, nó cũng chả giảm, không giá nó cũng vẫn giữ được 40, nó không giảm. Nhưng mà cái lượng bán nó nằm chủ yếu ở đây đó. Đây là cái mã nó bán mạnh nhất. Thì nếu mà dòng tiền nó cứ hoạt động giống như trong những phiên gần đây, những cái cổ phiếu nó không liên quan đến cái đợt bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài, thì nó vẫn tiếp tục nó mạnh. Còn những cổ phiếu nó bị bán ròng thì nó kệ cha, kiểu như vậy. Thì xét về cái sức mạnh của dòng tiền thì cũng không loại trừ cái khả năng không? VN Index có thể nó tích lũy được ở cái vùng này và nó bứt tốc lên được, nó break được 1293 đó, nó chỉ cần nó break được 1293 và nó vượt qua 1300 thành công thì nó sẽ tạo ra một cái bầu trời mới. Thì lúc đó dòng tiền trên thị trường nó sẽ hoạt động mạnh hơn. Và cái khả năng này nó cũng dễ xảy ra chứ không phải không. Đó. Nếu như nhà đầu tư nước ngoài mà ngừng bán ròng mạnh như hiện tại thì chắc là nó vượt qua dễ dàng. Nhưng mà nó bán mạnh như hiện tại thì nó ở trong vòng tích lũy thôi. Còn nói về cái phương án mà VN Index nó điều chỉnh thì như hiện nay thì không có thông tin gì xấu. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta thấy lợi nhuận toàn VN Index nó có cái xu hướng nó tăng khá là mạnh. Nên trong cái bối cảnh hiện nay, trong trường hợp VN Index nó điều chỉnh thì không có cái thông tin gì xấu nữa thì nó điều chỉnh, thì khả năng nó điều chỉnh cũng không có nhiều nếu xảy ra. Thì đối với nó xảy ra cái phương án đó, đó thì chúng ta chỉ cần hạ cổ phiếu là xong thôi. Như vậy thị trường nó có cái thiên hướng, nó có cái xu hướng, nó tích lũy để nó vượt lên khỏi 1300. Với cái điều kiện nó phải thuận lợi ở cái yếu tố nhà đầu tư nước ngoài bán ròng và cái dòng tiền tiếp tục tăng lên. Tiếp tục tăng lên. Như gần đây chúng ta thấy mỗi phiên giao dịch cỡ 1 tỷ đô rồi đó. Nếu cái dòng tiền nó hoạt động, nó cân được cái vùng bán ở đây. Chúng ta thấy ví dụ như đợt thị trường có hai cái phiên bán rồi. Đó, mà trong hai phiên bán này thì nó cũng đang chống đỡ được, tức là nó đang hấp thụ được. Thì với cái tình hình này, ví dụ như hôm nay VN Index không giảm mà nó hấp thụ được các cái đợt bán đó, thì khả năng này nó xảy ra trong 1 tới 2 phiên.
thì nó dễ có một hai phiên tăng mạnh xảy ra. Đó. Tức là khi mà nó hấp thụ được lực lực bán thì cái lực bán sẽ yếu dần, thì lúc đó lực mua nó sẽ tăng lên, thì lúc đó nó lên được và nó break. Thì chúng ta thấy đó, có một cái điểm ở tại cái thời điểm này, đó là nếu thị trường nó sợ cái đỉnh này thì nó đã sợ từ đây nè. Nó đã sợ từ đây. Tức là từ 1250 tới 1260 này, đó. Thì nó đã sợ. Và chúng ta thấy cái cản mà 1270 đó là cái cản rất là lớn. Đó, nhưng mà nó cũng vượt qua được ha. Tức là thị trường nó sợ cái đỉnh 1293 thì nó đã sợ từ bây giờ. Nó sợ sớm lắm, chứ không phải như biểu hiện như thế này. Biểu hiện như thế này là một cái thị trường nó không sợ cái đỉnh. Trong đó chỉ còn cái yếu tố duy nhất là nhà đầu tư nước ngoài bán ròng, là cái yếu tố mà nó làm cho cái sức mạnh thị trường nó yếu đi bớt. Đó. Hoặc là trên thị trường nó xuất hiện cái thông tin gì xấu thì nó sẽ gãy thôi. Đó. Còn đằng này là cái phương án đó nó chưa xảy ra. Đó. Và trong cái xu hướng như thế này chúng ta thấy là khả năng nó tích lũy và nó vượt lên. Khả năng đó rất dễ xảy ra. Một khi mà chúng ta hình dung được cái break khỏi cái đỉnh là một cái phương án thôi, chứ còn thực tế nó xảy ra hay không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà chúng ta biết trước, chúng ta đưa ra các cái kịch bản trước nhằm chúng ta chủ động. Có thể tại đây bị bán nhiều, nhưng mà VN Index tại đây, tức là nó vượt qua được cái đường này đó, và nó cũng vượt qua được một cái 1300 chẳng hạn đó, đó. Nó vượt qua, nó break qua, nó lên trên này đó, nó lên trên này thì tại đây bị bán nhiều, nhưng mà tại đây lực cầu sẽ lớn đó. Thì ngay tại cái điểm này chúng ta có một cái phương án để mà giao dịch nó thuận lợi với mình, với chính các bạn, dân các bạn. Còn tin tức hiện nay thì không có thông tin gì xấu. Trong cái bối cảnh hiện nay, thanh khoản trên thị trường ngân hàng thì nó cũng dồi dào, nó không có vấn đề gì. Về mặt tỷ giá thì tỷ giá nó đã bước vào cái giai đoạn nó tương đối ổn định rồi. Đó, ta thấy như thế. Đó. Thì còn với các cái thông tin lạm phát thì không có vấn đề gì. Và chúng ta sẽ nhìn thấy cái quý 2 này cái tăng trưởng tín dụng nó sẽ mạnh lên. Tức là hiện tại cái tốc độ tăng trưởng tín dụng so với quý 1 vừa qua là nó tăng lên rất là đáng kể, rất là mạnh. Đó, thành ra cái yếu tố xấu đối với nền kinh tế mà nó ảnh hưởng đến tâm lý trên thị trường chứng khoán thì cái diễn biến này nó chưa xảy ra. Nên do đó nếu thị trường nó điều chỉnh thì nó mang cái tính tích lũy nhiều hơn là một cái đợt giảm như thế này. Đó. Thì hiện nay thì mặc dù thị trường nó đã tiệm cận cái vùng đỉnh này, nhưng mà nó xảy ra một cái đợt giảm là gần như là rất là khó xảy ra. Đó. Còn nói về chúng ta đầu tư hay đầu cơ thì hiện nay có nhiều nhóm cổ phiếu nó bứt tốc rất là mạnh đó, và nó không có tín hiệu dòng tiền nó cao đó. Thì
trước những cái tiêu chuẩn, tiêu chí mà chúng ta chọn, chúng ta đầu cơ chẳng hạn, thì những cổ phiếu đó nó cũng đang đáp ứng được cái tiêu chuẩn, tiêu chí. Đó. Anh chị em mà đang có những cổ phiếu đó thì cũng mạnh dạn nắm giữ thôi. Đó. Đó. Còn đối với một số nhóm cổ phiếu bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng mạnh thì nó vẫn yếu thôi. Đó. Đó. Hay như cái nhóm bất động sản thì gần đây thì dòng tiền của nó cũng yếu. Đó. Rồi ha. Nói chung nội dung như thế này là cũng đủ để các bạn có thể nhìn nhận thị trường tốt hơn. Chúc các bạn giao dịch thành công.